Thưa quý khán giả và các đồng chí, đúng vào ngày này cách đây 74 năm về trước, ngày 16 tháng 4 năm 1946, ngành quân y Việt Nam được thành lập. Trải qua 74 năm chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành quân y đã luôn phát huy bản chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ động, sáng tạo, lập nhiều chiến công trong cả thời chiến lẫn thời bình, là chủ thể của rất nhiều công trình khoa học, thành tựu y tế cấp quốc gia. Những truyền thống thành tựu quý báu đó đã luôn được các thế hệ ngành quân y xây dựng và vun đắp. Nơi đâu có khó khăn thử thách là ở đó có dấu ấn của những chiến sĩ quân y nơi tuyến đầu. Trong các hoạt động đối ngoại, quân y Việt Nam không chỉ thể hiện trình độ, năng lực mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, góp phần quan trọng nâng cao vị thế của quân đội và đất nước trên trường quốc tế. Trong 10 năm trở lại đây, quân y Việt Nam đã và đang triển khai hợp tác song phương với quân y hơn 30 nước và ký kết biên bản ghi nhớ về quân y với 10 nước trên thế giới về các nội dung nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật công nghệ y học và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, quân y, tàu ngầm, quân y hàng không, sản xuất thiết bị y tế. Đặc biệt, ba nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia hàng năm phối hợp tổ chức nhiều chương trình trao tặng vật tư, thiết bị y tế, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân ở các khu vực biên giới. Tôi thấy đây là một hoạt động rất có ý nghĩa khi mà quân y Việt Nam đã vượt quãng đường xa sang đây để thăm khám phát thuốc cho bà con tại tỉnh Phúc Sa Lê này. Bên cạnh đó thì hoạt động này cũng là một dịp tốt để hai bên có thể trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng ngành quân y. Đặc biệt, kể từ khi quân y Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Ủy ban Quân y Quốc tế năm 2017, hoạt động hợp tác quân y ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu. Trong đó đã tham gia nhiều cuộc diễn tập ứng phó thảm họa và quân y tại nước ngoài. Mới đây, với vai trò Chủ tịch Quân y ASEAN 2020, quân y Việt Nam đã được đánh giá cao vì sự chủ động phối hợp với quân y các nước thành viên, tổ chức các cuộc họp trực tuyến và đề xuất tổ chức diễn tập chung giữa quân y các nước nhằm xử lý tình huống và ứng phó với dịch bệnh. Hiện nay, trong thời điểm cùng cả nước căng mình, tập trung mọi nguồn lực để phòng chống dịch COVID-19, ngành quân y Việt Nam đã trao tặng trang thiết bị y tế cần thiết và không quản ngại khó khăn, nguy hiểm có mặt trên các địa bàn trọng điểm để phối hợp và hỗ trợ quân y các nước láng giềng trong công tác cách ly, ngăn chặn phòng chống dịch bệnh. Trong lúc cần thiết, chúng tôi đã liên được vật tư trang thiết bị y tế của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng cho chúng tôi. Đây là một nghĩa cử rất sinh động. Đó là sẽ giúp đỡ chúng tôi tăng thêm cái niềm tin của chúng tôi để khắc phục khó khăn, giành thắng lợi, sớm kết thúc công tác phòng chống dịch bệnh. Dù trong điều kiện hoàn cảnh nào, ngành quân y không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực, trình độ, sẵn sàng hợp tác, chia sẻ, lan tỏa tinh thần đoàn kết hữu nghị và tương hỗ vốn có của dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế.